Phim này nói về chàng trai tên Apollo, anh đang học đại học và có người bạn gái. Hôm nay, cô bạn gái rủ anh về nhà để chơi, gặp mặt mẹ kế của cô và đứa em gái Rihanna. Vừa mới bước vào nhà thì cô em gái đã nhìn Apollo chằm chằm, đã cảm thấy thích anh chàng này nên muốn gạ tình Apollo. Khi Apollo ngồi ăn trưa, đứa em gái lấy cái chân bắt đầu ve vãn con cặc Apollo. Rồi khi Apollo nằm giữa để xem phim thì bà mẹ lại cầm con cặc Apollo. Tất cả là một gia đình cực dâm đãng, cuối cùng cả mẹ kế. So you guys all know my stepdaughter. Oh, she helped prepare it? Mm-hmm. Oh boy. Are you a tomboy or do you like girls? Pretty good so far.